Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp của Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm trên sông Sương Tử, Bắc qua tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, nơi có địa hình tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Chính phủ Trung Quốc từng ca ngợi đập Tam Hiệp là nguồn cung cấp năng lượng sạch khổng lồ và giúp con người thuần phục dòng sông dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, con đập này cũng chứa nguy cơ gây ra các thảm họa khủng khiếp cho nhân loại. Một câu hỏi được đặt ra là nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người phải di dời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử. Một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại, lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chảy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Vào năm 2020, đập Tam Hiệp đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về từ sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm 2020 ở Trung Quốc được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trở lại đây, có khoảng từ 40 đến 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn Đập Tam Hiệp. Đơn vị điều hành Đập Tam Hiệp thừa nhận rằng, một số cấu trúc ngoại vi nhất định của Đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối một giây. Tuy nhiên, theo tập đoàn Đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập tam hiệp xả lũ để giảm áp lực lúc ấy đã làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập tam hiệp vỡ. Ông Michael Erslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, viết trên tờ National Review vào năm 2020 rằng đó sẽ là khoảnh khắc Jack Nobin của Trung Quốc. Vỡ đập tam hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn cũng theo ông Austin. Trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở Hạ Lưu dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Theo Epoch Times, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nghiệm cho thấy nếu đập tam hiệp bị vỡ, 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến nghi xương Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh thành Hồ Bắc, Trung Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau vỡ đập sẽ là tình trạng lỡ đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập nước từ thượng nguồn sông dương tử liên tục tràn về sẽ sang phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đồng đếm theo thử nghiệm mô phỏng nếu sự cố vỡ đập thực sự xảy ra nơi tránh trú an toàn nhất sẽ là thần nông giá khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh hồ bắc thần nông giá sẽ là sự lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao trước lượng nước đổ về được ví như sóng thần khi đập tam hiệp bị vỡ về câu hỏi liệu đập Tam Hiệp vỡ Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không. Theo đó, ngay tại thời điểm năm 2020, giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn Thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới và nguy cơ tự đập tam hiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông này cũng cho rằng toàn bộ sông Dương Tử nằm ở lưu vực thuộc phạm vi của Trung Quốc, do đó con sông này không có tác động ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Dương Tử vốn là dòng sông có khả năng cung cấp nước lớn cho miền Trung Trung Quốc, đồng thời cấp cho cả phía Bắc Trung Quốc. Thực ra, đây là vùng có lũ mưa lớn hàng năm, nước dư thừa cho nên Trung Quốc đang xây dựng vạn lý trường thành về nước để chuyển nước từ sông Dương Tử qua sông Hoàng Hà về phía Bắc Trung Quốc trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Thưa quý vị, có thể nói, Thủy Điện là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Loại năng lượng này được tạo ra bởi các nhà máy Thủy Điện. Về cơ bản, những con đập lớn sử dụng dòng nước để quay tua bin. Và Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống siêu đập Thủy Điện hùng mạnh nhất. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn sở hữu đập Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá và Ô Đông Đức theo bảng xếp hạng các đập thủy điện lớn nhất, Khe Lạc Độ tạo ra lượng điện nhiều thứ ba thế giới và đứng thứ hai ở Trung Quốc. Khe Lạc Độ được xây dựng tại sông Kim Sa, một nhánh chính của sông Dương Tử, thuộc tỉnh Vân Nam. Theo trang web Water Technology, dự án đập này trị giá khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 145.000 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2013 dung tích hồ chứa của đập lên tới 12,67 tỷ mét khối, đập cao 285,5 mét và dài 700 mét. Khe lạc độ có công suất 13.860 MW, tương đương 13,86 GW. Không chỉ dùng để sản xuất thủy điện, khe lạc độ còn có vai trò kiểm soát lũ lụt phù sa và xả nước theo quy định nhằm cải thiện lượng nước hạ lưu. Còn đập hướng Gia Bá hay còn có tên gọi là Siang Chia là một đập thủy điện trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử. Đập này được xây dựng vào năm 2006, được phát triển bởi tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) thuộc sở hữu nhà nước. Dự án trị giá 6,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 148.000 tỷ đồng và có công suất 6,4 GW. Dự án thủy điện Hướng Gia Bá có một đập bê tông trọng lực cao 162 m với chiều dài tối đa là 896,26 m. Các phần khác của dự án bao gồm nhà máy điện ngầm, công trình xả lũ, cửa dẫn nước. Theo Power Technology, ước tính hàng năm sản lượng điện của hướng Gia Bá là 30,7 tỷ kWh. Tiếp theo là đập ô Đông Đức. Dự án này tiêu tốn 18,76 tỷ đô la Mỹ, khoảng 440.000 tỷ đồng với công suất lắp đặt đạt 10,2 GW. Ô Đông Đức bắt đầu phát điện vào năm 2020 và dự kiến sản xuất 39 tỷ kW điện mỗi năm. Với bức tường cao 270 m ô Đông Đức đã trở thành một trong những con đập cao nhất thế giới, cao cấp rưỡi mức 185 m của đập Tam Hiệp. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.